Sau một thời gian im ắng thì gần đây, tình trạng khai thác cát trái phép lại tái diễn trên sông Cái, đoạn chảy qua địa bàn các huyện Khánh Vĩnh, Diên Khánh và thành phố Nha Trang diễn biến phức tạp trở lại. Lực lượng công an tỉnh Khánh Hòa đã tăng cường ngăn chặn xử lý tình trạng này. Phản ánh của phóng viên thời sự. Sông Cái, đoạn chảy qua địa phận huyện Diên Khánh, giáp ranh với thành phố Nha Trang, những chiếc ghe hút cát được ngụy trang theo kiểu nửa chìm nửa nổi như thế này nhằm qua mắt lực lượng chức năng mỗi khi bị kiểm tra. Để đấu tranh với các thủ đoạn này, Công an tỉnh Khánh Hòa đã phải huy động nhiều lực lượng tham gia mới có thể kéo được những chiếc ghe hút cát trái phép này lên bờ xử lý. Hiện nay là lợi dụng hoạt động vào đêm khuya cho đến sáng sớm, các đối tượng là sử dụng thủ đoạn đánh đắm phương tiện, đánh chìm phương tiện. Trước tình hình khai thác cát sỏi trên lòng sông Cái diễn biến phức tạp trở lại, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức tuần tra cả trên đường thủy và đường bộ nhằm truy quét xử lý đối tượng khai thác vận chuyển cát trái phép. Điển hình mới đây, lực lượng Công an tuần tra trên sông Cái đã phát hiện và bắt giữ 5 ghe hút cát đang đổ tại bến, bãi khai thác cát trái phép. Xử lý nghiêm các cái băng nhóm hoạt động khai thác, vận chuyển kinh doanh trái phép cát sỏi trên sông và cửa biển. Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Khánh Hòa đã kiểm tra phát hiện 167 trường hợp vi phạm, tạm giữ nhiều phương tiện khai thác cát trái phép, xử phạt hành chính với tổng số tiền gần 1,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc khai thác cát trái phép vẫn còn diễn ra tại khu vực giáp ranh, một số xã dọc sông Cái chạy qua địa bàn huyện Khánh Vĩnh, Diên Khánh và thành phố Nha Trang.